Đến nay, hầu hết người dân đều thực hiện tốt thẻ vào chợ, đồng thời duy trì thói quen mua sắm an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Người dân vẫn tuân thủ việc mang thẻ vào chợ và đảm bảo đi chợ tần suất 3 ngày một lần. Nhận thức được sự an toàn của thẻ vào chợ nên dùng một thời gian đã hình thành thói quen, cứ ra chợ là người đi chợ đều mang theo thẻ. Bên cạnh đó, các chợ vẫn duy trì thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch, nên người dân vẫn an tâm khi mua sắm. Như là cái chuyện mà đi chợ mà một tháng mà dùng thẻ là rất chỉ là an toàn. Thứ nhất là mình cảm thấy cảm giác là cái cách ly nó an toàn hơn. Và mình đi chợ là phải có thẻ và phải là vô là phải đo nhiệt độ, là phải rửa tay. Cho nên cảm thấy là rất an toàn, mà duy trì đến trừ là thấy đạt hiệu quả. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đà Nẵng TV, người dân và tiểu thương đều mang khẩu trang khi tiếp xúc buôn bán. Các quầy hàng ăn uống và không thiết yếu được phép mở bán, nhưng chỉ có một số quầy hàng hoạt động trở lại, chợ vắng khách. Nhiều tiểu thương ế ẩm, chỉ lấy hàng số lượng ít về bán. Khi mình vô chợ là có sức khuẩn tay, đo thân nhiệt, có phiếu rồi, đây rất là an tâm, không lo lắng cho hết, mà tự giữ cho mình, mang khẩu trang rồi đầy đủ. Trong cái phòng cách nới lỏng mới là mình không lên chủ quan để mình phòng nữa. Chủ quan là nó cũng sợ mình lây lan lại, cho nên mình phải cẩn thận. Theo ban quản lý chợ Bắc Mỹ An, lượng người đến chợ hầu như chỉ khoảng dưới 1.000 người trên một ngày, giảm nhiều so với trước khi phát thẻ vào chợ. Công tác giám sát ra vào chợ cũng dễ dàng hơn, người dân ý thức phối hợp với lực lượng. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực. Việc mỗi người dân ý thức trách nhiệm trong phòng dịch là yếu tố rất quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng, chung tay góp sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.